Rồi, hello anh em. Xin chào cả nhà nhá. Hôm nay mình sẽ đi vào mình bấm cái cây cho mồi này cho cả nhà cùng xem này. Chúc tất cả anh em ngày mới vui vẻ nha. Cả nhà thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Đây, cây. Cây của thấy của ai đã mồi sơ sơ rồi bỏ này, chắc nó kẹt đá nó người ta lấy không được này. Dáng nó đẹp nè anh em, chùm mồi lá bự, chùm mồi ở mình gọi là chùm mồi trâu. Cổ nó được nhiều thằng, ui tiết tầm vậy gần 40. Sáng mình đi bắt chim á, mình đem theo đồ ngờ á, mình đây lấy được một con xác pháo rồi nè. Rồi, còn đồ ngờ đào cây mình bỏ trong kia. Mở ra cho anh em xem luôn. Anh em xem nhớ. Nếu thích con này cho mình xin một lượt đăng ký và luôn. Lượt thích nha. Đây, kéo tiếp tìm bấm. Nước uống. Rửa ngắn cưa, cưa lách, cưa lớn, cưa lớn và cái cúp. Ngờ đây. Rồi đây bánh cuốn ăn trưa, nước uống, lương khô ăn vặt, nước muối, sữa uống sữa. Thôi đây mình hôm nay mình đi á, mình quên đem cái máy cái chân đứng rồi, không có chỗ nào đặt để quay cho cả nhà xem cảnh cái lúc đào lúc nào mà. Thôi tí mình đào xong rồi mình bưng nó ra rồi mình quay một đoạn nữa cho cả nhà cùng xem nha. Rồi giờ mình bắt tay vào việc đó. Rồi lấy nó lên rồi này nha anh em. Đây chút cố nè, đá đá không. Đây đưa em nó lên ngồi đánh đá được duyên rồi giờ. Ui quá đẹp, đẹp quá đẹp luôn anh em. Bằng về lúa mà nó ôm lại hết. Đây, cái gọt được xem là thường nó ôm lại, nó ôm lại nó ngon. Mà không ôm mình lúa luôn được. Quá khó nên thành mấy anh em kia bỏ. Bỏ cuộc ấy á. Vừa đào cảnh mà vừa bởi thơm em sắp pháo nữa nè anh em. Rồi hai em rồi trèo lên coi cây đang chụp cho bóng hình cho đẹp. Chồi mồi ngồi đá. Rồi em dừng video nha anh em. Anh em nhớ subscribe kênh này để theo dõi em nói thử đi. Vừa nó có sống hay không. Rồi nó sống thì nó lên tác phẩm sẽ như thế nào nha. Rồi chào tạm biệt anh em đam mê cây cảnh và những người đã luôn theo dõi kênh. Rồi hẹn gặp lại ở video sau nha. Bye mọi người. Bye cả nhà. Cả nhà nhấn đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhé.